chiến tranh, gặp vô vàn khó khăn gian khổ, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, dép cao su trò có trò không. Hai thanh tre được kết thành bàn ghế ngồi, nhưng trên bục giảng vẫn không ngừng vang lên tiếng giảng bài của các thầy cô giáo. Cả dân tộc đã bước vào cuộc chiến tranh thần thánh, biết bao sự hy sinh, mất mát, đau thương. Bom đạn kẻ thù đã xé nát bao trang sách và mái trường. Thầy và trò trung học phổ thông Xuân Mai vẫn kiên cường tay cầm bút và tay kia cầm súng, bảo vệ học sinh thân yêu, bảo vệ mái trường. Biết bao anh hùng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến văn liệt, tên tuổi họ đã đọc vào lịch sử, hòa vào sông núi để làm đẹp nhân trường Xuân Mai thân yêu. Dù non sông vang khúc khải hoàn, đại thắng mùa xuân năm dân liền một giải, ta lại về Xuân Mai chân mỹ quê ta, lại bắt đầu xây dựng lại cơ đồ cho trung học phổ thông Xuân Mai hôm nay và mãi mãi. Gian chùa huyền thoại của kính linh thiêng, đoàn quân năm xưa trung dũng kiên cường, trai tài gái đàm mùa về thoảng hương lúa thơm. Ai qua đô thị Xuân Mai, làng nghề Phú Nghĩa đến những khu công nghiệp mới, mà thăm nơi bác đã về hang từ Trầm Sơn. Trường Mỹ ơi, cửa ngõ thủ đô vẫn âm vang lời bác năm xưa, lớp lớp thế hệ muôn đời gìn giữ non sông. Chung lòng xây dựng hạnh phúc ấm no, tương lai sáng ngời Trường Mỹ ngân vang lời ca. Trường Mỹ ơi, đường phố đông vui, chú sơn bay dập bóng cây xanh, sông đầy sông bụi huyết mạnh đổi mới. Vang danh sử vàng, dòng suối Ninh Kiều tốt đồng mãi còn ngân vang. Truyền thống cách mạng Trường Mỹ quê hương miền Nam. Hôm nay đây, nhớ về những chặng đường đã đi qua, tự hào về truyền thống 50 năm thành lập, chúng ta hãy cùng nhau thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, hát vang khúc hát vẻ vang về trường Trung học phổ thông Xuân Mai, cùng chắp cánh cho những khát vọng và ước mơ để chúng ta bay cao, bay xa trên bầu trời xứ Việt. Thank you.
thi của lớp khối D2 đến đây là kết thúc. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo, quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công.